Công ty trách nhiệm hữu hạn Top Engineering and Construction cần tuyển gấp tài xế lái xe. Mô tả công việc: lái xe theo sự chỉ định của cấp trên, tuân thủ nội quy của công ty. Yêu cầu công việc: giới tính nam, có sức khỏe tốt, không yêu cầu trình độ, có trên 4 năm kinh nghiệm, có khả năng giao tiếp tốt. Quyền lợi được hưởng: mức lương từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng, sau 2 tháng thử việc được ký hợp đồng chính thức. Được đảm bảo đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của luật lao động. Các phụ cấp khác sẽ theo quy chế của công ty và sẽ được trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn. Yêu cầu hồ sơ: hồ sơ khi đến phỏng vấn gồm có đơn xin việc, sơ yếu lý lịch, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu, bằng lái xe. Thông tin chi tiết về công việc vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Top Engineering and Construction. Địa chỉ: phòng 603, tòa nhà SCS, lô T 24, đường D1, khu công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Email liên hệ: top2011.ltda@gmail.com. Số điện thoại liên hệ: 028-2253-2385, gặp chị Lành. Ngày hết hạn nộp hồ sơ: ngày 31 tháng 5 năm 2018.